nay giới thiệu các bạn, đây là chân dung của một người thường xuyên đi trễ. Và đi trễ nổi tiếng luôn đúng không em? Tất cả các cháu, cháu nào đi trễ đáng chủ tịch tập đoàn như vậy là không được. Ủa đi trễ hồi nào? Người ta hẹn từ 9 giờ sáng và bây giờ là mấy giờ rồi em? 2 giờ. Có bị gì mà 9 giờ sáng lên rồi, 9 giờ sáng lên đây để làm gì vậy? 9 giờ sáng lên make up, mọi người make up rất là nhiều đúng không em? Đúng rồi. Mọi người lên đây chuẩn bị rồi script, kịch bản này nọ cái thứ. Ok, mình sẽ giải thích luôn cái vấn đề là như thế này nè. Vấn đề là trên cái ghi mời là vào lúc 2 giờ. Chắc chưa? Chắc 2 giờ chưa? Chắc 2 giờ chưa? Đâu ông nào kêu là mời vào lúc 9 giờ sáng đâu, ra đây coi. Ai thấy tới 8 giờ sáng rồi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Trời, chị hơi lố này, đã 9 rưỡi tới rồi. 9 rưỡi tới đây rồi. Xong rồi tôi này để tôi nói tiếp. Đó là mình chủ tịch một người trẻ như vậy thì đồng nghĩa với việc là gì? Là mình phải đãi tất cả các đoàn mọi người ăn uống. Mà ăn uống là phải uống nhất menu. Không biết bài kinh doanh dữ à? Không, kinh doanh cái này là... Mình ngỏ qua mấy vấn đề đó đi. Hồi hôm bữa gặp là một cái màu trắng khác. Còn bây giờ mặc... Anh đang mở lâu lên sao vậy? Bây giờ gặp bố tự nhiên gặp thấy xinh hơn á. Những cái màu tóc này hợp. Cảm ơn rất là nhiều. Được, chọn cái màu lạ. Được. Dễ sợ. Uống nước gì để tôi đăng cho, để trả tiền đó, sao đâu. Ở đây có chủ quán mid menu nè, chúng ta có thể uống thoải mái ha. Còn tính tiền thì tính sau. Không sao, cái gì đâu mà ép, tôi với ép cũng biết nhau mà. Cái gì đâu, chủ tịch tập đoàn Happy mà sao mà để cái gì thì xảy ra được. Nhưng mà thôi lại make up giùm cái, trẻ lắm rồi. Em đi uống trà sữa xong nha mọi người. Là vẫn có trà sữa. Yeah. Cho tôi một thở cạnh qua tay rồi. Đấy sợ quá. Em rất sợ luôn á. Cái gì đâu mà đẩy mình đi. Nó có ăn cạo được. Nó không có ăn cạo được lông tay. Không đi. Thôi. Đấy, người ta chơi được. Cái này có thể tăng đơ được không? Thôi. Nè, thôi được rồi. Đi, thôi. Đang thử chơi. Thôi. Một đường đi duy nhất thôi. Lại biết cấp dùm cái đi mọi người không? Ủa là em, súng này là súng gì? Khẩu này không có trong sci-fi. Nhưng mà biết, phải biết. Khẩu này là khẩu UMP. Khẩu này là MP5. Đi, MP5 là đâu rồi? À không, MP5 điên hả? Là... Khẩu này là khẩu gì? Đây là khẩu... N94. N94 điên hả? Cái khẩu này là cái khẩu mà có trong Firefly luôn á. Khẩu là... N94. Không phải, cái khẩu mà bắn Tiểu Liên á. Khẩu này mà là khẩu Tiểu Liên. Khẩu này là khẩu Tiểu Liên á. Không, khẩu này Tiểu Liên của người á. Nó không phải là khẩu Tiểu Liên. Đúng rồi. Bây giờ đi qua biết đi. Trời ơi, con gà. Đúng, mình sẽ có một cái lý do đặc biệt hơn.
Nani? Đúng rồi, đọc rồi. Ta đi quay một lần, ta lên trên mà coi đi. Ok đó. Mà chưa xong mà, sẽ chưa xong mà. Cái hai em làm nhiều người lắm. Mà bữa trước em làm khác gì vậy? Stylist makeup. Bữa nay là chuyên viên bóp bánh tráng trộn. Bé giới thiệu có bánh tráng dữ dội lắm, bây giờ để ăn thử nha. Trời ơi, tiêu vàng mà đi bóp bánh tráng trộn em. Nani? Không sợ người ta giật hả? Người ta giật của em bây giờ. Trời ơi, em vô chiến ác chị tới cuối video mất những cái việc gì à? Lấy luôn các bạn, không sao đâu, thi thích thì coi lấy đi nè. Thôi chị kỳ quá à, chị cứ như vậy em ngại lắm. Thôi từ từ, bình tĩnh đi. Cái con này, bình tĩnh đi. Chưa đổi lại nè. Đó là em biết mà em món gì. Cái gì vậy trời ơi. Món gì có cộng tóc dầm đâu mới thấy nhưng mà rớt ra rồi đấy đó. Món gì có cộng tóc vậy? Tóc gì? Đồ bình màu đen mà không phải của ba đứa tụi mình rồi, ba đứa tụi mình. Cái đó là gì vậy? Chế hả? Ngon lắm. Sau đây sẽ là quá trình ăn chọn bánh tráng. Cái này là hành tây. Hành tây. Rồi ba. Cái gì hành tây cha? Tây. Còn này là muối tôm nè. Con này chanh nè. Ôi chọn dấu gì đó. Người ta cho thêm cái chén này làm gì? Mình ăn được 2 phần. Để mình thay ra đây rồi mình đổ cho trong cái bánh chén. Bữa nay ăn chấm. Vậy tại sao người ta không đổ mẹ đổ hết luôn đi? Mắc gì phải bao vào đó. Trời ơi, chứ phải option là bây giờ mình đổ vô đây rồi mình lấy cái này mình chấm, hiểu không? Anh muốn ăn 2 kiểu. Ờ. Cái này chấm tiêu quá. Thế người ta đâu có... Cái hỏi nè, có bây giờ có bồ chưa? What? Đây là cách thức là tắt. Má ngon quá. Ủa nhức nách quá. Không thấy à mọi người, chưa bao giờ biết cách nạt tắt như thế này à. Không. Tắt gì vậy? Người ta cho cái bịch để làm gì? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Thì mình không đụng tay vào có phải là không dơ không? Thì cũng không thấy, nhưng mà ý là nhẹ gì đó. Nó như thế nè. Sáng tạo quá. Đùa hả? Nhưng nát. Em thấy vậy nè. Ông ngon mà thiệt mà, ông chua. Rất là ngon luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Nó gọi là amazing good job em luôn. What? Chơi. Cái gì? Ngồi đi chơi cái gì?